Ukraine dùng mô hình pháo SIMARS lừa tên lửa Nga. Ukraine đã triển khai nhiều mô hình bằng gỗ để thu hút tên lửa dẫn đường Nga, hạn chế nguy cơ các tổ hợp pháo SIMARS bị tập kích. Các mô hình bằng này được chế tạo bằng gỗ để máy bay không người lái UAV Nga không thể phân biệt được với tổ hợp pháo phản lực cơ động cao SIMARS trên thực địa. Các quan chức cấp cao Ukraine giấu tên cho biết hôm 30 tháng 8. Một quan chức Ukraine nói rằng khi UAV Nga phát hiện dấu vết của khẩu đội SIMARS, họ sẽ coi đó là mục tiêu hàng đầu. Những UAV này sau đó sẽ truyền tín hiệu vị trí, tọa độ mục tiêu cho các tàu chiến mang tên lửa hành trình ở Biển Đen. Các mô hình SIMARS đã thu hút ít nhất 10 tên lửa hành trình caliber của Nga sau vài tuần triển khai. Điều này thúc đẩy quân đội Ukraine chế tạo nhiều mô hình hơn. Quan chức này cho biết đây là lần đầu tiên giới chức Ukraine tiết lộ về sự tồn tại của các mô hình pháo SIMARS, một trong những biện pháp nghi binh giúp Kiev đối phó sự áp đảo về hỏa lực pháo binh và tên lửa của Moscow. Việc phá hủy mô hình gỗ có thể là nguyên nhân khiến Nga nhiều lần tuyên bố tiêu diệt những hệ thống SIMARS tại Ukraine, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên đánh giá. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Nỗ lực bảo vệ SIMARS của Ukraine cho thấy tầm quan trọng của loại vũ khí này trên chiến trường. Các tổ hợp SIMARS đã liên tục tập kích nhiều mục tiêu quan trọng như kho đạn và tuyến hậu cần Nga, gây cản trở đà tiến quân của Moscow tại khu vực miền đông và miền nam Ukraine. Giới phân tích quân sự cho rằng các mô hình SIMARS bằng gỗ có thể mang đến hai lợi thế cho quân đội Ukraine. Trong những cuộc chiến tiêu hao kéo dài, chúng có khả năng làm suy giảm và cạn kiệt kho đạn pháo tên lửa dẫn đường đắt tiền của Nga, hạn chế phần nào chênh lệch đáng kể về hỏa lực hạng nặng giữa hai bên. Mỗi tên lửa caliber đánh vào mô hình giả SIMARS sẽ không thể tấn công những mục tiêu thực sự khác. Rob Lee, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Mỹ, nhận xét, sự xuất hiện của mô hình SIMARS trên chiến trường cũng buộc lực lượng Nga cẩn trọng hơn và điều chuyển kho đạn, sở chỉ huy ra xa tiền tuyến để tránh nguy cơ bị tập kích. Các đợt di chuyển vị trí như vậy sẽ khiến Nga khó tập trung lượng lớn hỏa lực pháo binh tại một khu vực chiến thuật vốn được họ tận dụng triệt để nhằm tiến quân ở miền đông Ukraine. George Barros, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, nêu quan điểm.